và lại cái số đấy ạ. Thì lúc này thì phần mềm sẽ phát loa gọi lại ạ. Khách hàng có số thứ tự 0016 vào phòng số 2. Chào thưa anh chị, em xin giới thiệu cho anh chị về hệ thống gọi số thứ tự. Ở đây thì chúng ta sẽ gồm có 8 bảng LED và 8 bộ bàn phím gọi số ạ. Thì ở đây chúng ta sẽ gọi số. Khi mà máy in phiếu lấy số thì chúng ta sẽ nhìn thấy là số đã in ở trên màn hình máy tính, số đã xử lý và các số còn lại ạ. Và ở đây thì em có tạo 8 quầy tương ứng với là 8 bảng LED và 8 bàn phím ạ. Thì ở bên cạnh thì chúng ta sẽ có là hàng đợi, tức là các số chưa được xử lý ạ. Thì về bảng LED thì trên bảng LED sẽ hiển thị số mà chúng ta đang gọi. Và trên cái bộ bàn phím thì chúng ta sẽ thấy trạng thái kết nối. Ở đây thì trạng thái kết nối từ bàn phím lên bảng LED ạ. Thì ở đây giao thức của bàn phím lên bảng LED là RS485 ạ. Thì ở đây chúng ta sẽ có là số phiếu còn lại 12 là chưa được gọi ạ. Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở trên phần mềm là còn lại 12 số ạ. Và số mà hiện tại bảng LED đang gọi là số 10. Khi mà chúng ta nhấn Next thì xin mời khách hàng có số thứ tự 0015 vào phòng số 3. Thì lúc đấy thì phần mềm sẽ phát ra loa gọi số thứ tự mà chúng ta muốn gọi. Và đồng thời trên bảng LED sẽ nhấp nháy số thứ tự mà chúng ta đang gọi ạ. Thì ở đây thì số phiếu còn lại hiện tại là chúng ta chỉ còn lại 11 số. Do lúc nãy chúng ta đã gọi mất một số ạ. Tương tự ở bên này cũng vậy ạ. Chúng ta nhấn Next thì số phiếu còn lại sẽ bị giảm đi một, là còn 10. Khi mà chúng ta gọi mà khách hàng chưa nghe, chúng ta có thể nhấn Recall để chúng ta gọi lại cái số đấy ạ. Thì lúc này thì phần mềm sẽ phát loa gọi lại ạ. Có số thứ tự 0016 vào phòng số 2. Hoặc là chúng ta cũng có thể là gọi lại cái số trước đấy bằng cách nhấn bắt lại ạ. Xin mời khách hàng có số thứ tự 0010 vào phòng số 3. Thì do lúc nãy là phòng số 3 đang gọi số 10 rồi gọi tiếp tới số 15 nên lúc gọi lại chúng ta sẽ gọi lại số 10 ạ, chứ không phải là gọi lại số 14. Thì ở đây nếu mà chúng ta nhấn Next tiếp thì chúng ta sẽ gọi số 17, tại vì số tiếp theo hàng đợi đang là số 17 ạ. Xin mời khách hàng có số thứ tự 0017 vào phòng số. Thì ở đây chúng ta sẽ có là tương tự đối với các phòng khác ạ. Xin mời khách hàng có số thứ tự 0018 vào phòng số 1. Xin mời khách hàng có số thứ tự 0019 vào phòng số 6. Xin mời khách hàng có số thứ tự 0020 vào phòng số 7. Xin mời khách hàng có số thứ tự 0021 vào phòng số 8. Thì khi mà chúng ta nhấn gọi Next, gọi lại nhiều số một cùng một lúc thì phần mềm và hệ thống phát loa sẽ gọi lần lượt từng số ạ. Và các bảng LED thì vẫn sẽ hiển thị số đấy trước, và còn loa phát thì sẽ phát theo lần lượt từng số theo các phòng ạ, để gọi vào ạ. Cái nào gọi trước thì sẽ phát loa trước ạ, và nhấn sau thì sẽ phát loa sau ạ. Tương tự với các phòng khác cũng vậy ạ. Xin mời khách hàng có số thứ tự 0022 vào phòng số. Thì chúng ta có thể xem được cái số phiếu ở trên cái màn hình bộ gọi số ạ. Ở đây thì khi mà có phiếu mới được in
thì chúng ta sẽ thấy là cái phần này nó sẽ tự động cập nhật lên thêm một số nữa vào hàng đợi của chúng ta. Chúng ta có thể nhìn xem khi mà chúng ta gọi hết thì chúng ta sẽ không có thể next gọi được nữa. Thì khi lúc này sẽ yêu cầu gọi một cái in một số phiếu mới thì chúng ta mới gọi được ạ. Các tính năng của kiosk in phiếu thứ tự trên đây là giao diện màn hình của kiosk sẽ thể hiện là số thứ tự đã in và có một nút để chúng ta bấm lấy số thứ tự. Khi mà chúng ta nhấn nút thì nó sẽ in ra phiếu thứ tự từng giấy, chúng ta là có các thông tin về đơn vị và số thứ tự, ngày giờ, địa chỉ vân vân. Để cài đặt một số thông tin cơ bản này, chúng ta có thể vào mục là cài đặt và chúng ta nhập tài khoản và mật khẩu. Khi chúng ta đăng nhập vào thì chúng ta có thể cài đặt được một số cái thông tin cơ bản trên cái phiếu in của chúng ta. Ngoài ra chúng ta có thể reset được cái số thứ tự bằng cách là nhấn vào nút reset. Khi chúng ta reset thì số thứ tự sẽ về không và bấm số thì nó sẽ lại số thứ tự như lúc nãy chúng ta.